phục tuồng đất hung dữ các bạn ạ. Ăn cho lên trên này này. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Thông. Cho Thông gửi lời chúc sức khỏe và chúc mọi sự tốt đẹp đến với toàn thể mọi người và các bạn nhé. Thì lúc này cũng đã là 4:30 đây các bạn ạ. Tức là 16:30 đây. Thông đã để cái lối dưới cái hồ kia. Thì Thông đã theo lên đây. Từ cái rầy bò hoang này nhé các bạn. Thì mãi lên tới đây thì mới thấy được một tuồng nằm ở trong cái hang rất là sâu. Hang cực sâu nha các bạn. Các bạn đang theo dõi video cho Thông xin một like nhé. Bây giờ Thông sẽ đào lên các bạn ạ. Giờ Thông sẽ tiến hành đào lên các bạn ạ. Tiến này đây. Ôi, cực xấu các bạn ơi. Không biết có lấy nổi không nhá. Rất là xấu. Bây giờ Thông sẽ bề một cái que. Chứ biết là nó ở hướng nào. Rồi. Rồi. Một. Hai. Ba. Sáu tức nữa các bạn ạ. Cực kỳ xấu nhá. Tức nữa nhưng nó không bị đặt tự đánh tôi chưa. Thông là cho thì nó chưa thấy đánh tôi. Tổng rất xấu các bạn ạ. Từ trên này xuống dưới này hơn 1 mét đây. Vẫn chưa tới nơi nhé. Có khi mà đá không tới à. Chắc phải bỏ cua cái các bạn. Rất là mệt các bạn ạ. Thông qua cho các bạn xem này. Đất đào lên này. Đây. Các bạn nhìn đi hàng kìa. Từ trên này xuống trong kia. Sâu hơn 1 mét các bạn ạ. Chắc tầm gần 1 mét 2 gì đó. Và Thông đã thấy đánh tổ nhá. Đấy. Thông đã cắm cái máy xuống dưới hũ nha các bạn. Tạm thời đã thấy 4 miệng, 5 miệng,
bên này nữa, 6 miếng. Ôi, mới thấy được có 6 miếng đấy các bạn ạ. Chinh phục tuồng đất sâu hơn 1 mét. Và kết quả như thế này đấy các bạn. Kết quả buồn nhé. Thấy được 6 tấm. Mệt này. Không hề có mệt này. Bị chuẩn bị trống thế nào. Quả wow, con trai vừa đâu ấy à, nó ăn sâu lên trên các bạn ạ. Hy vọng là phía trên có mật nhé. Đóng sửa cái điện thoại lại chút. Rồi thế này ta nhìn thấy cậu bao mật thế này các bạn ạ. Có chút mừng nha. Lúc này đứng tại gì? Này mở rộng cái này ra. Đã bị đổ đây các bạn ạ. Giữ nha. Chính phủ của tôi đã thúng giữ các bạn ạ. Ăn sâu lên cái này này. Mật một nửa đấy các bạn ạ. Thông cao về cái phần đợt ra đây xong quay cho các bạn xem tiếp nhé. Các bạn nó ăn từ dưới này này đấy, lên lên đây này đấy, khủng các bạn ạ. Khủng nhưng mà mật thì rất ít. Đây. Video hết đây các bạn ạ. Chắc mấy trận mưa vừa rồi đó. Ăn mệt hết đây. Tôi tồn được này. Không có mệt luôn. Làm rất là kỳ cục các bạn ạ. Có một chút chịu mật này các bạn này. Có một chút chịu à. Còn chuyện này đến có gì. Trên này không có gì nữa. Tổ làm vậy đó. Kỳ cục vậy đó. Đây.
phận hoa không các bạn ạ. Tù này khủng đấy, nhưng mà mật các bạn ạ. Vô cái đây. Để lại thẳng thẳng với cậu các bạn ạ. Vào ngay này các bạn ơi. Nhiều nhá. Bệnh tội đến tịnh hệ các bạn. Nhiều lắm. Quá trời luôn. Quá trời luôn, tôi không được luôn. Dự này nữa. Hết rồi các bạn ạ. Wow. Đau tổ ống như thế này và cải kiện như thế này đây, cực khủng. Và mà tiếng gọi các bạn xem này, đây khoảng được 2 thia mật các bạn ạ, mà đau thì không phải hiện được cái đầu xấu của nó nhá. Chào Thông, xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hết video của Thông nhé. Tuy rằng mà không có nhưng mà các bạn cũng ủng hộ Thông vậy nhé. Nhớ đăng ký và nhấn chuông để theo dõi những video mới hơn nhé các bạn. Chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nhé.